Con gái ơi, bố sắp phải ra biển kia rồi. Con ở đây chơi một mình nhá. Đúng rồi, bye bye con. Bố đi đây, ở nhà chơi ngoan nha. Con có thể tự ở nhà chơi được không? Chào con, bố đi đây. Con cứ nghịch nước biển đi nha. Bố đi đây. Chơi cẩn thận đấy. Ở trên bờ, chơi cẩn thận, không ngã đấy. Lúc nào chán thì xuống biển mà bơi. Vừa lúc nãy bị đuối nước ở ngoài kia chứ làm sao nữa. Bây giờ mình phải cứu nàng tiên cá ra. Phụt được dạng inox rồi này cậu ơi. Tỉnh rồi cậu ơi. Ôi trời ơi, tớ tưởng nàng tiên cá phải biết bơi chứ, tại sao lại đuối nước vậy? Ui dồi, mệt thật đấy. Mà tớ tưởng là nàng tiên cá thì phải là cá xong là bơi dưới nước giỏi đây này. Cá có cái bơi to như thế này thì phải bơi giỏi chứ nhỉ. Tại sao này bị đuối nước nhỉ? Em gặp chuyện gì đúng không nàng tiên cá? Em bị một con cá mập đuổi. Ui thảo nào, nàng tiên cá gặp phải cá mập cậu ơi. Chắc là cá mập trắng to khổng lồ đúng không? Nó to khổng lồ luôn. Nhưng mà bố mẹ của em đâu? Tại sao lại để cho em một mình như thế? Bố em đi làm việc rồi, để em tự chơi một mình. Con cá mập nó đến nó đuổi. Ui giời ơi, tội nghiệp. Chơi một mình, thế là bị con cá mập nó đuổi. Bây giờ cũng được một lúc rồi. Tớ nghĩ là cái con cá mập đấy nó đi rồi đấy. Này, tiên cá ơi, chắc em có thể trở về nhà rồi đấy. Anh cho em thử nước đi. Tại em không có chân, em không thể tự đi được. Nào, bây giờ anh xem lại thế em thả xuống biển nha. Mệt quá cậu ơi. Khổ thân nàng tiên cá. Bé tị tí ti như này mà bị cá mập đuổi bao nhiêu lần. Bây giờ mệt quá, nằm bệt ra rồi đây này cậu ơi. Đây, đây có cái này. Cậu biết nó là cái gì không? Đây cứ như là tên lửa ấy. Đây chính là một quả bom đấy cậu ạ. Để tớ sẽ dụ con cá mập này vào gần đây. Xong rồi tớ sẽ ấn cái nút này. Đấy, thế là quả bom sẽ nổ tan tành luôn. Để đuổi con cá mập đi cậu ạ. Cách này của cậu hay đấy. Nếu như đuổi được con cá mập đi, nàng tiên cá sẽ có thể trở về biển được cậu ạ. Ui, Trang ơi, tớ vẫn nhìn thấy cái vây con cá mập. Nó lẩn vẩn ở ngoài kia kìa. Chắc là nó vẫn dình nàng tiên cá xuống nước để nó bắt đây. Này, cá mập kia, vào đây, ta cho ăn này. Này, vào ăn thịt ta đi, vào ăn thịt ta đi. What? Đây, vào đây cắn ta đi, vào, ui. Con cá mập, nó vào đây rồi. Được rồi, này, ta cho ngươi ăn cái này này. Mập ơi, lại đây ăn thịt ra đi. Vào đây, ta có thức ăn ngon lắm đây này. Vào đây. Ăn đi này. Để đây được rồi. Lần này không biết là làm sao nữa. Tiên cá ơi, em dậy đi. Mệt quá. Lần này em lại bị làm sao thế? Em lại bị con gì nó đuổi? Con cá mập. Anh đã đánh đuổi nó đi được rồi cơ mà. Đúng rồi đấy. Sao lần này em lại bị con gì nó đuổi à? Mà chạy hốt hoa hốt hoảng như vậy. Em mẹ con zombie nó đuổi. Một con zombie nó đuổi em. Nhưng mà tớ tưởng zombie chỉ ở trên bờ thôi chứ nhỉ? Làm sao mà biết bơi?
mà lại đuổi em dưới nước được? Con Ruby nó có một cái máy kèo, nó còn dùng ống thở nữa, nó bơi nhanh lắm. Con zombie nó lại còn có ống thở, lại còn có cả mái chèo, nó bơi nhanh lắm á. Ồ đúng thật đấy Trang ơi, tớ nhìn thấy có một con zombie nó đang đi từ biển lên kìa. Ui ôi, con này không những nó biết bơi ở dưới biển, nó còn biết đi cả trên bờ nữa. Chắc là nó vẫn lên bờ để nó tìm làng tiên cá đấy. Con zombie nó cứ đi lại kìa, suốt từ lúc nãy tới giờ. Cậu phải tìm cách gì để tiêu diệt nó đi, như thế thì làng tiên cá mới xuống biển được. Ui, con zombie này. Được rồi, nên có cái kiếm đây, nó sẽ tiêu diệt ngươi, nếu như không làm hại được làng tiên cá nữa. Đúng rồi, nhìn ơi, mày hãy đánh nó đi. Nó bụng từ này thôi, nó chết từ này. Lần này em có thể yên tâm trở về biển cả được rồi. Không về đâu, em đói lắm. Nhưng mà nàng tiên cá thì biết ăn cái gì cậu nhỉ? Mình có bao giờ nuôi nàng tiên cá bao giờ đâu. Cái gì em cũng ăn được hết. Cái gì em cũng ăn được hết á? Thế thì dễ quá. Ngồi đây chờ chị nhá, để chị đi kiếm đồ ăn cho em nhá. A few moments later. Chị đi kiếm đồ ăn đâu thế nhỉ? Chị về rồi đây. Ôi, anh phải chạy mãi vào trong thành phố kia mới mua được đấy. Anh nghĩ là cái này em ăn được đấy. Đây. Wow. Nhìn thấy chưa? Không, không, không. Em biết đây là con gì không? Đây là con gấu này. Đây là con chuột này. Đây là cái quả. Quả trông như quả khế. Em thích ăn cái nào? À, thích ăn con chuột đấy à? Được rồi, ăn đi. Mà chị Trang vẫn chưa về à? Không biết là đi tìm đồ ăn ở tận đâu mà lâu thế nhỉ? Ai đang ngồi đây nhỉ? Ông ơi, ông ơi, ông có đồ gì ăn không? Ui ui, ui, con gì thế này? Ui, một con cá. Ui, tớ bị một con quái vật cá nó đuổi nhím ạ. Nó to lắm, mà đầu nó cũng có hình con cá, nó xanh lè luôn cậu ơi. Cá mà lại ở trên bờ á, mà lại còn đuổi được cậu á. Cái con này tớ để ý nè, nó cũng có cái vây giống y hệt nàng tiên cá này này. Trong cái đầu màu xanh có hình con cá. Lúc đầu nó đang ngồi, nó dựa vào cái cây dừa này này. Tớ không để ý, tớ lại ra tớ hỏi là có đồ ăn không. Thế nào ông ấy cũng quay chắc lại như này xong đuổi tớ cậu ạ. Mày yêu quái cá đâu. Là sao? Là sao cơ? Đây là bố em đấy. Bố em á? Ồ, thế bố em thì... Cũng có cái đuôi cá như này á? Cũng có cái đuôi cá như này à? Rồi trong đầu còn bộ xanh xanh. Ui dồi ôi, thì ra đấy là bố của nàng tiên cá. Thế ông đấy cũng là ông tiên cá đấy cậu ơi. Ui, nhìn nàng tiên cá con thì trông đáng yêu, dễ thương như thế này. Thế mà nàng tiên cá bố trông đáng sợ thế, nhìn cứ như nhà yêu quái cái. Mai sau em lớn lên em cũng biến thành cá đầu cá thế đấy. Ui ui. Em cũng biến thành cái đầu cá như thế à? Wow, hóa ra là hồi nhỏ như thế này, nhưng mà khi mà lớn lên trưởng thành ấy, lột xác ra lại biến thành đầu con cá. Ui thà lào, tớ nhìn thấy ở cổ bắt đầu hình thành mấy cái vảy vảy cá rồi này. Wow. Thế thì thôi, nếu như gặp được bố của nàng tiên cá rồi, chắc bố của nàng tiên cá không thấy nàng tiên cá con, thế là đi tìm đấy. Và mình dẫn nàng tiên cá ra với bố đi. Đây, đây có phải là con gái của ông không? Ui con gái ơi, bố tìm con lâu lắm rồi, nào ra đây với bố nào. Đây, bố em đây rồi. Bây giờ em sẽ đi theo bố, đi xuống biển nhá. Bye bye em nàng tiên cá nha, chị sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Đi về biển rồi, ở cùng bố mẹ, thi thoảng phải lên đây chơi với anh chị nha.